Hello các anh em, trong cái công cuộc khám phá mùi hương thì mỗi người chúng ta đều có một cái gu mùi khác nhau, chua cay mặn ngọt, mỗi người một vẻ, không ai giống ai cả. Và ở trong cái video này thì mình sẽ dành cho các anh em nào mà chúng ta ưa thích một cái tông mùi nó đơn giản nhưng nó vẫn không kém phần là thu hút lịch sự hoặc là một cái sự tinh tế nào đó. Đơn giản nhưng nó vẫn có cái hàm ý một cái gì đấy nó tinh tế đó. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Mình sẽ dành cho các anh em một vài những gợi ý, một vài những chai nước hoa mùi hương của nó thì không phải là quá phức tạp về sự biến chuyển mùi hương, nhưng nó sẽ vẫn giúp cho các anh em nhận được những cái lời khen ngợi. Đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình, let's go! Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm đến từ nhà Prada. Nhà nước hoa này thì mình nghĩ rằng đa phần các anh em đều biết rằng cái style làm mùi của họ rất là hiếm những chai mà đậm mùi đó. Họ luôn có một cái xu hướng hoặc là một cái thiên hướng mùi nhẹ nhàng, nam tính và lịch lãm. Và sản phẩm mình muốn nói đến ở đây đó là Prada L'Homme. Chai nước hoa này thì mình nhắc đến rất là nhiều những video trước kia rồi. Một cái tông mùi của hoa diên vĩ, sạch sẽ và lịch lãm. Chắc chắn rằng anh em nào ưa hoặc đang xây dựng một cái hình ảnh một người đơn giản, lịch lãm, nói chung là một cái đại kiểu gentleman, thì Prada L'Homme chắc chắn sẽ là một trong những vũ khí hữu dụng. Bên cạnh có thể là cái áo quần âu, áo sơ mi, chiếc đồng hồ, giày đen, combo, nói chung là một cái combo, thì Prada L'Homme hoặc cái mùi hương không thể thiếu để giúp cho các anh em có thể xây dựng một cái hình ảnh một cái con người, một cái mùi hương đơn giản nhưng không hề kém phần cái sự tinh tế đó. Chai nước hoa đầu tiên Prada L'Homme. Chai nước hoa thứ hai đó là một mùi hương bạc hà, và sản phẩm mình muốn nói đến ở đây đó là Mighty Man. Thực tế thì mình biết mùi hương này khá là lâu rồi, và mình cũng có xem những video review trên YouTube. Thì nói chung là có khá nhiều ý kiến khen chê, người thì cho rằng chai nước hoa này bị hai quá là nhiều, mùi hương nó đơn giản. Tuy nhiên ở đây thì có một cái có thể là chúng ta đang có thể về cái tông mùi hương ấy, thì bản thân các anh em cũng chưa hình dung được có một số những cái nốt mùi sử dụng trong ngành nước hoa ấy, thì cái độ biến chuyển mùi hương của nó, hoặc là nói chung là cái độ mà cái sự đa dạng hóa khi mà blend mùi là cái biên độ của nó không nhiều hoặc là gần như là không có. Và bạc hà là một trong những cái nốt hương như thế. Có thể kể đến ở đây ví dụ như là nốt hương nước biển này, ổi này, táo này, dưa chuột này, dưa, thì một số hoặc vân vân có rất là nhiều những cái nốt khác. Tuy nhiên những cái nốt này ấy, khi mà nó blend mùi có thể gọi là có thể là có hàng nghìn chai, nhưng mà khi mà chúng ta ngửi thì chúng ta sẽ thấy là cái tông mùi của nó gần như là rất ít có cái sự biến đổi mùi. Nói chung là về cái độ đa dạng khi mà blend mùi thì những cái nốt này nó rất là bị hạn chế. Nó không được như ví dụ như hoa Neroli, nó có thể đôi khi nó có thể là nó giúp cho chúng ta giống như kiểu là vào một cái khu vườn cam. Tuy nhiên khi kết hợp với jasmine hoặc là xạ thì nó lại lên một cái tông mùi xà bông, xà phòng, Shopee đó. Hoặc là như hoắc hương, đôi khi chúng ta sẽ ngửi cảm thấy như một cái mùi ẩm của đất, nhưng khi mà nó đi với chocolate thì nó lại tạo nên một cái tông mùi sô-cô-la chẳng hạn đó. Thì đấy là những cái gọi là những cái tông mùi nó có một sự biến hóa mùi rất là mạnh. Tuy nhiên ở bạc hà thì không như thế. Bất kỳ gần như chúng ta ngửi chai nước hoa nào thì nó chỉ là một cái tông mùi thanh mát, rất là không có nhiều sự thay đổi. Thì với Mighty Man cũng thế. Khi mà các anh em đã xác định sử dụng chai nước hoa này thì chúng ta không nên hy vọng quá nhiều vào một cái sự biến ảo về mùi hương, mà chúng ta sẽ phải xác định rằng đây là một cái mùi hương đơn giản, nhẹ nhàng và thanh mát. Thì nếu như anh em nào mà chúng ta đang muốn tìm những cái mùi hương như thế, một cái mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng, đơn giản, thì Mighty Man nó chắc chắn rằng là một cái sự lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời. Còn ngoài ra thì chúng ta nên bỏ qua. Nhưng đối với mình thì đây là một cái mùi hương nói có thể là hơi một chút đơn giản đi, thì mình cảm giác nó giống như kiểu mùi kem đánh răng, rất là thanh mát, xài office và những cái phạm vi không gian hẹp, và đặc biệt những ngày đang nắng nóng vãi chưởng như này thì rất là tuyệt vời, rất thích hợp. Do vậy anh em nào ưa thích cái tông mùi nhẹ nhàng và tinh tế thì Mighty Man là rất là phù hợp. Ok, chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm đến từ nhà Hermes và nó có tên là H24.
Khi mà sản phẩm này được ra mắt thì nó có khá nhiều ý kiến khen chê, bởi vì là rất là lâu rồi nhà Hermes mới ra mắt một mùi hương mới, và mọi người thường so sánh nó với Thierry Hermes. Còn cá nhân mình thì mình rất là thích trà hoa này, với một cái tông mùi nói chung là nó giống như là chúng ta giặt quần áo và chúng ta ngâm trong nước xả vải, và chúng ta khi mà chúng ta là hơi mà là chúng ta là nóng quần áo thì cái mùi hương thơm của quần áo nó bốc lên, thì nó làm mình nhớ đến mùi hương của H24. Nó mùi hương này thì nó sẽ không có cái nhiều cái sự phức tạp, sự gọi là góc cạnh của mùi hương thì không có, nhưng bất kỳ mà anh em nào mà chúng ta thích một cái sự đơn giản nhưng lịch lãm theo đúng cái style làm mùi của Hermes thì đây H24 là một trong những cái sự lựa chọn mà các anh em hoàn toàn có thể xài được, đơn giản nhưng mà không hề kém phần tinh tế đó, H24. Và thứ tư đó là Tommy Bahama Estate Kit. Một cái mùi hương của khế, của muối và long diên hương tuyệt tuyệt vời. Một cái tông mùi mà rất rất ít những sản phẩm có ở trên thị trường, thậm chí là cả niche, thậm chí là cả indie có thể giống với cái mùi hương này. Thực tế là mình không thấy có quá nhiều những cái sản phẩm có cái nét tương đồng với cái mùi hương này. Bỏ qua cái hiệu năng mùi nó hơi kém, nhưng đổi lại chúng ta sẽ nhận được một cái hương thơm đúng chất đi biển, rì rào dưới những ngọn cây dừa, chúng ta nằm dài trên bãi biển và nhìn ngửi cái hương vị nước biển nó phả lên. Đấy là cái mình vẫn nói về cái mùi hương của chai nước hoa này. Bỏ qua hiệu năng mùi thì chúng ta đổi lại sẽ là một cái mùi hương tuyệt tuyệt vời dành cho những ngày hè đi biển. Và tất nhiên rồi, một cái mùi hương này thì nó không phải là quá là phức tạp. Đó, không phải là phức tạp, nhưng như mình đã nói, chúng ta sẽ nhận được những cái lời khen ngợi. Mình nghĩ như thế. Tommy Bahama Estate Kit. Chai nước hoa thứ 5, Lush Dirty. Nói thế nào về mùi hương chai nước hoa này? Nó giống hệt như một thanh bạc hà. Giống hệt như một thanh bạc hà. Hoặc là một cái giỏ lá bạc hà mà chúng ta đưa lên mũi người, bởi vì đây là mùi hương này nó rất là thanh mát, nó đúng hệt như cái mùi bạc hà mà chúng ta vẫn thường hay tưởng tượng trong đầu nó như thế nào, thì Lush Dirty nó là như thế, không phải lòng vòng, không phải nói nhiều. Bất kỳ anh em nào ưa thích mùi bạc hà thì đây, Lush Dirty nó là dành cho các anh em tươi mát, lịch sự, hoàn toàn chúng ta có thể xài trong office hoặc là bất kỳ một không gian hẹp nào, và nó không phải là một cái mùi hương quá là gọi là rẻ rúng hay thế nào cả. Một cái mùi hương bạc hà rất là hay, thú vị. Đó, thì chai nước hoa thứ 5 mình muốn giới thiệu cho các anh em Lush Dirty. Chai nước hoa cuối cùng mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là Acqua di Gio Eau de Parfum. Tại sao mình lại chọn phiên bản Eau de Parfum thay vì phiên bản Eau de Toilette? Cái thứ nhất bởi vì chai nước hoa này nó không giống như phiên bản đời đầu ra mắt năm 1996. Chai nước hoa này thì nó sử dụng đốt hương nước biển, là đa phần gần như là phải đến 70-80% là cái nốt hương nước biển cộng thêm vào một chút hương trái cây làm nền, tuy nhiên về chủ đạo là hương nước biển. Và tại sao mình lại chọn? Bởi vì hiệu năng của chai nước hoa này nó tốt hơn phiên bản EDT, nó tốt hơn rất là nhiều, bán tốt hơn, bởi vì mình nghĩ rằng nó sử dụng nốt hương nước biển cho nên là cái hiệu năng mùi được cải thiện đáng kể. Còn lại thì nó vẫn là một của Umberto Moraes, có thể nói đây là bậc thầy sử dụng về nốt hương nước biển, và sự đơn giản và một cái chất gì đấy rất là lịch sự khi mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này trong những ngày hè, gần như là mọi mặt trận chúng ta có thể sử dụng chai hoa này, và chúng ta không hề ngại rằng mọi người sẽ cảm thấy khó chịu khi mà ngửi đó. Thì chai nước hoa cuối cùng mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là Acqua di Gio Eau de Parfum. Vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 6 chai nước hoa dành cho các anh em nào mà chúng ta ưa thích một cái tông mùi đơn giản nhưng không hề kém phần tinh tế và lịch sự. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video giá trị, và anh em mình sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye!